Hey, xin chào, bạn click vào video này vì bạn muốn biết cách để có thể quay và dựng được một cinematic travel lifestyle video. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người biết 5 tips quan trọng nhất trong cái lĩnh vực này. Đối với những ai mà không biết ấy, thì mình đã rất là may mắn có cơ hội để đi được rất nhiều nơi trên thế giới và đã quay và đã dựng nên những bộ phim về tất cả những nơi mà mình đã từng đến. Đi rất là nhiều nơi quanh nước Anh này, đi rất là nhiều nước quanh châu Âu và đi rất là nhiều địa điểm thú vị trong nước nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 tips để đưa video của bạn từ mức khá giỏi lên một cái level hoàn toàn mới. Và vì mình vừa mới ra video dự án lớn nhất trong năm của mình, My Year 2021. Qua đường. Năm 2021 của tôi khơi dậy nguồn cảm hứng, cho nên mình sẽ dùng cái video đấy để làm ví dụ, case study cho cái video này nhé. Nếu như mọi người không biết ấy, thì mình với ở chiếc xoài hiện tại đang ngoài London đây và chuẩn bị dự một đám cưới. Thực ra đây cũng không phải một đám cưới, đây là một cái lễ đăng ký kết hôn. Thì mình sẽ cho mọi người biết một cái lễ đăng ký kết hôn ở bên này nó như nào. Ok, và tip đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là các góc quay và các cảnh quay thật đa dạng. Khi mà bạn quay một cái cinematic travel hay là lifestyle video ấy, thì bạn cần kể câu chuyện của bạn qua rất nhiều lăng kính và rất nhiều cách và rất nhiều góc, sao cho nó đa dạng, nó thay đổi liên tục. Điều này nó sẽ khiến cho cái video của bạn nó ấn tượng hơn rất là nhiều. Ví dụ như là bạn có thể dùng máy quay như mình đang dùng đây, bạn có thể nhìn vào máy quay, bạn có thể quay theo hướng nhìn của một người thứ ba, bạn có thể quay dùng gimbal là cái máy để chống rung, bạn có thể dùng iPhone điện thoại, bạn có thể dùng drone, bạn có thể dùng rất nhiều cách để kể cái câu chuyện của bạn và để cho người xem dường như là họ được hút vào cái thế giới đấy. Ok, hiện tại bọn mình đến rồi đây. Đây là chơi xoài thì đây là đâu nhỉ? Đây là phường. Đây là phường. Đấy, thì khi mà bạn có điều kiện đấy thì bạn hãy chia sẻ cái câu chuyện của mình theo nhiều góc khác nhau đi, tin mình đi. Lúc đấy là bạn có thể thu hút, lôi cuốn người xem một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, thì ví dụ ấy, trong cái dự án My Year 2021 của mình, thì trong cái video này mình đã có rất nhiều góc quay khác nhau và mình đan xen liên tục trong cái khâu post production là phần editing, đúng không? Đấy, thì lúc thì có drone này, lúc thì quay cảnh cận này, lúc thì quay cảnh rộng, lúc thì là chèn iPhone vào. Mình quay rất nhiều cảnh bằng iPhone, mọi người đừng nghĩ là iPhone ấy là không tốt, luôn luôn phải có máy xịn. iPhone ấy là một cái cách kể chuyện nó rất là tự nhiên và nó rất là gần gũi, nó khiến cho người xem cảm thấy là ồ, cái này là tôi cũng có thể làm được. Nó có một cái sự liên hệ giữa người kể chuyện và người xem. Wow, mọi người thấy trong ngoài đẹp không? Chào cô. Chào bác. Dạ, cô chào camera đi ạ. Hi. Hello em. With the heart of gold, I can give it all to you. Ok, nghe bọn mình đang ở trong này rồi đây và đang đợi cô dâu chú rể. Đây, tất cả mọi người đang ở đây đây. Mọi người để thấy đây là một chỗ để đi ở giữa hai bên ghế. Bạn này tên là Andy Kim, bạn ấy đang phải lo livestream cho tất cả các cô, các chú, các bác, các cháu, các chắt ở nhà để có thể xem được. With the heart of gold, I can buy the world for you. But for now, I am just flesh and blood, that's true. With my heart of gold, my love is rich for you. Ok, mọi người thấy ở đây có một cái bàn to đùng. Cô dâu chú rể ngồi đây. Hai bình hoa.
Ok, vậy đó là lễ đăng ký kết hôn của Long và Lan như mọi người đã thấy. Đây là mẹ của Lan. Mẹ hoàn thành nhiệm vụ. Đấy thì chia sẻ cho mọi người biết là cái lễ đăng ký kết hôn ở bên này nó như thế nào, nhìn rất là trịnh trọng đúng không? Và trở lại nhanh thôi về 5 tips về cách làm cinematic và travel lifestyle video ấy. Thì rất nhiều người comment là anh dùng đồ nghề gì cho những cái video của anh. Thì hôm nay mình cũng mang một trong những cái đồ nghề đấy đây mà mình suốt ngày dùng để quay vlogs và quay travel cinematic. Và đặc biệt là cho My Year 2021. Và đầu tiên là cái máy quay này của mình. Máy quay chính của mình là Sony A7S III, là Sony A7S3 đúng không? Còn mình dùng hai cái G Master Lenses. Cái lens đầu tiên là 16-35mm để quay những cảnh rộng. Và cái lens thứ hai là G Master 24-70mm để quay những cái cảnh nó cận hơn một chút. Về gimbal là cái máy chống rung ấy, thì mình dùng DJI Ronin S2. Và về con drone ấy thì mọi người biết rồi đấy. Nếu như mà theo dõi kênh nhiều thì mọi người biết con drone của mình tên là gì. Đó chính là con gà luộc, là Mavic 2 Pro của DJI. Và ngoài ra, một trong những cái máy mà quan trọng nhất mà mình dùng để quay phim ấy, đó chính là một cái iPhone thôi. Mình dùng một cái iPhone rất đơn giản thôi, nhưng mà iPhone là một trong những thứ mà tất yếu trong cái việc kể chuyện và ghi lại được những cái khoảnh khắc tức thời. Các bạn hãy sử dụng điện thoại của mình thường xuyên hơn trong việc quay phim nhé. Nói gì với mọi người trên YouTube không? Em có thể mượn những cái footage này của anh để cho làm vlog của em được không? Em dùng ngược đi. Em dùng đi. Được. Okay, đang sang ngày tiếp theo rồi và bê bộ mình đang trên đường đi một nơi rất rất hay. Nhưng mà trước khi mà đi đến nơi này ấy, thì mình muốn chia sẻ điều thứ hai bạn cần biết. Ok, và điều tiếp theo mà mọi người cần biết khi mà làm một travel hay là lifestyle video mà muốn nâng cấp, muốn cho nó lên một tầm cao mới, đó chính là transitions. Mọi người chắc là thấy rất nhiều transitions đúng không? Transitions ở đây có nghĩa là chuyển cảnh ở trong những cái video My Year của mình, đặc biệt là My Year 2021. Transitions là sao? Transitions ấy là khi mà bạn chuyển cảnh, bạn đưa người xem từ địa điểm này sang một địa điểm khác, hay là từ một cái hoạt động này sang một cái hoạt động hoàn toàn khác luôn. Mà bạn làm như nào ấy mà nó smooth, nó uyển chuyển, nhẹ nhàng, làm một cách rất là tự nhiên, khiến cho người xem không hề ngờ được luôn, thì lúc đấy là bạn transition rất là tốt và rất là thành công. Thì bây giờ các bạn có thể hỏi là vì sao mà bạn cần phải có transitions? Thì transitions ấy nó giúp cho cái phần editing, cái phần hậu kỳ của các bạn ấy nó nâng cấp lên, nó đưa lên một cái tầm cao mới. Nó làm cho những cái edit của bạn nó không gọi là cơ bản, nó không basic, hiểu không? Nó không phải là cut. Và đôi lúc ấy là có những cái chuyển cảnh nhưng mà người xem cũng không biết đó là một cái cut, họ tưởng là nó là một cái cảnh quay liền mạch luôn. Đấy, thế ở trong My Year 2021 thì có những cái transitions nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Để mình chia sẻ cho các bạn biết những cái transitions tiêu biểu nhất ở trong My Year 2021 nhá. Thì cái transition đầu tiên ấy chắc chắn là đập vào mắt mọi người, là cái transition gần đầu phim luôn, là cái đoạn này khi mà mình đang nhìn cái hologram và mình đang hồi tưởng lại tất cả những cái ký ức trước đây. Thì tự dưng một phát chúng ta teleport, chúng ta bay từ cái cầu ở St. Paul's này, thì chúng ta bay về thế giới hiện tại. Và cái này ấy, cái transition này, cái mục tiêu của mình là làm cho nó thật là bất ngờ, khán giả không thể ngờ tới được. Tại vì đối với những ai mà đã xem My Year 2020 ấy, thì chắc chắn là một số bạn đang nghĩ là ồ, cái ý tưởng này thực ra đã làm từ năm ngoái rồi mà. Các bạn sẽ có một phần hụt hẫng, một phần thất vọng. Nhưng mà khi mà mình làm cái transition này ngay lập tức ấy, nó dập tắt hoàn toàn cái suy nghĩ này của các bạn. Và các bạn sẽ bị rất là bất ngờ, mà bất ngờ một cách tích cực. Đó chính là ồ, hóa ra là đây là một cái ý tưởng hoàn toàn mới. Và ở đây mọi người cũng có thể thấy là mình có một chi tiết rất là thú vị, là cái bút chì mà mình đang cầm ấy, nó ghi là Escape the Ordinary. Nó cũng rất là liên quan đến cái transition này đúng không? Đó là thoát khỏi những cái gì bình thường, thậm chí là tầm thường trong cuộc sống. Thì xuyên suốt thì có rất nhiều transition, nhưng mà cái transition tiêu biểu thứ hai ấy là cái transition này gọi là paper transition, gọi là chuyển cảnh tờ giấy.
Thì khi mình ném lên ấy, thực ra mọi người nếu như mà để ý thì có rất nhiều tờ giấy nó không bay cao, đúng không? Nhưng mà sau đấy mình phải edit ở hậu kỳ cho giấy rơi xuống. Và khi mà rơi xuống đây thì có một cái transition này, và chắc là nhiều người cũng không ngờ tới được là mình sẽ chuyển cảnh từ đây vào cái phần chorus và cái phần điệp khúc của bài hát, là một cái đoạn travel montage. Và nó rất là smooth và nó rất là mượt, đúng không? Cái transition thứ ba ấy là cái transition khi mà mình đã nhảy xong cái bài choreography của mình. Và lúc này nhân vật mình đã ngộ nhận ra một điều, và cái điều đó đã giúp cái nhân vật trở về với cái thế giới sáng tạo. Mà khi mà đi vào cái thế giới sáng tạo này ấy, thì mình muốn transition làm sao nó từ một cái địa điểm này sang một địa điểm khác rất là bất ngờ và đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới luôn. Và đó là cái transition này đây. Đấy, nó nhìn rất là mượt. Và có lẽ là cái transition tiêu biểu cuối cùng, đó chính là cái transition từ cái thác nước này. Và lúc đó là thế giới đằng sau nó nổ tung lên. Cái thông điệp mà mình muốn đưa ra là khi mà đã có sáng tạo và khi đã có nguồn cảm hứng rồi ấy, bạn có thể làm điều gì cũng được. Và đoạn transition này như là một cái special effects bạn có thể xem được ở những cái bộ phim như ở Marvel, đúng không? Ngoài ra có những cái transitions khác nó không cầu kỳ bằng, nhưng mà nó cũng đem lại những cái phản ứng và những cái luồng feedback khá là thú vị. Ví dụ như là cái transition này đây, từ cái này thành một cái iPhone screen chẳng hạn. Hoặc là một cái transition khác, ví dụ là từ quả bóng gôn và nó thành cái con drone nó đang bay cùng tốc độ. Trong khi bọn mình đang chờ để đi đến cái địa điểm này này, thì mời mọi người xem lần trước mà bọn mình đi ice skating, có nghĩa là trượt băng ở London nhé. Hay dã mà. Ê, bọn mình bây giờ đang đi ice skating đây, có nghĩa là đi trượt băng. Hiện tại chiếc xoài đang gặp một chút khó khăn về việc thắt dây dày, nhưng mà tèo nữa sẽ gặp rất nhiều khó khăn khác. Đây, Mai và Brian. Đây là em Quân Quận Giấy, em ý bảo là em ý pro lắm. Alright, đi đi. Đây cái gì không có đi được. Đi đi. Go, go, go. Baby, if it were come on. Đang làm vlog rồi ấy. Đấy, mọi người thấy ấy, là hàng năm ấy thì ở bên London này có rất nhiều những cái địa điểm ở quanh London để bạn có thể trượt băng. Thì đây là một trong những cái địa điểm đấy. Sau khi được luyện ấy thì chết xoài rồi, đã pro rồi mọi người ạ. Cho nên chết xoài không cần phải nắm tay nữa. Đi đi. Chết xoài đang mệt quá rồi và muốn mình lấy cái này để có thể tăng tốc. Nhưng mà ở đây nó ghi là cái này chỉ dành cho trẻ con 8 tuổi hoặc trở xuống rồi, cho nên bây giờ thì tự tin đấy. Đây là thực tế sau khi nhảy nhót. Cơ bụng muốn chết. Ok, trước khi vào tour ấy, mình tranh thủ chia sẻ với mọi người điều thứ ba mà mọi người cần biết khi mà làm một video travel và lifestyle mà muốn đem nó lên đến một cái level hoàn toàn mới. Và điều thứ ba mà mọi người cần biết đó chính là flow và pacing. Flow là sự trôi chảy và pacing là nhịp độ. Mọi người thấy trên kia không? Trên kia toàn là những cái lá thư của ông cú ấy, của Harry Potter. Mà nói chung ấy, có hai ý nhỏ ở trong này đúng không? Ý đầu tiên đó, flow. Flow là cái sự trôi chảy. Flow là khiến cho người xem cảm nhận thấy là những cái cắt của bạn, những cái cảnh của bạn, những cái đoạn của bạn nó để cạnh nhau thì nó có một cái sự hợp lý nhất định, nó có một cái logic nhất định, chứ không phải là một đống kiểu hỗn độn bạn vứt vào và bạn nhét vào đấy và cho người xem thôi. Để có flow tốt ấy thì các cảnh của bạn nó phải có một cái sự liền mạch nhất định, thì nó khiến cho người xem cảm thấy được là ok, có một cái sự trôi chảy gì đấy ở đây,
Thấy không? Người ta xem người ta không có cảm thấy là có một cái sự ngắt quãng gì đấy, hay có một cái bước ngoặt gì đấy mà người ta không thể ngờ đến được. Nó có một cái tư duy, một cái logic đằng sau cái edit. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản cho mọi người thôi. Thì trong cái đoạn này đây, mình đã để rất là nhiều những cái cảnh chạy nó liên kề với nhau. Nó make sense đúng không? Nó hợp tình, hợp lý và người xem có thể theo dõi được. Và vì thế, đôi lúc những cái cảnh này nó không liên quan đến nhau, những cái địa điểm nó hoàn toàn là khác, nhưng mà vì nó là chạy liên tục thì người xem dễ có thể liên hệ được. Quá hay luôn. Mọi người thấy không? Ở đây đang có một con rồng ở đây mà tôi phải nói nốt về flow và pacing. Thì ý thứ hai ở đây ấy là pacing. Pacing là sao? Pacing ấy là cái nhịp độ của cái edit. Có nghĩa là lúc ấy thì bạn phải edit rất là nhanh, lúc thì bạn phải chậm lại. Bạn là người điều khiển cảm xúc, điều khiển cái cảm nhận của người xem đối với cái nội dung của mình. Và vì thế là bạn là người sẽ quyết định được cái nhịp độ của cái video, lúc nào lúc nhanh. Nhưng mà đôi lúc ấy nhanh không tốt. Mọi người bình tĩnh nhá, đừng mà suy nghĩ thường đấy. Nhanh không tốt mà đôi lúc cần phải chậm, phải không? Lúc nhanh lúc chậm thì nó một cái có cái độ tương phản. Thì lúc đấy người xem người ta mới bị cuốn hút. Một cái ví dụ cho cái ý này ở đây là sau khi mà mình đã xong một cái điệp khúc mà rất là nhanh, có cường độ cao, nó cắt liên tục, thì lúc đấy thì chúng ta cần phải chậm lại một chút. Chúng ta phải điều chỉnh cái nhịp độ và chúng ta phải cho khán giả dường như là thở đã. Lúc nãy thì như là nín thở đang xem thì bây giờ cần phải thở, nghỉ ngơi một chút. Và vì thế mình đã giới thiệu một cái đoạn này là một cái đoạn nó chậm hơn rất là nhiều. Và cái đoạn này nó liên quan đến cảm xúc, liên quan đến nghệ thuật hơn một chút. Và tất nhiên là sau đoạn này phát thì chúng ta lại bắt đầu tăng cái nhịp độ lên. Và sau đấy là chúng ta tăng tốc hơn vào cái điệp khúc cuối cùng của My Year 2021. Mình đang ở đâu đây? Giới thiệu cho mọi người. Mình đang ở phim trường làm Harry Potter. Nó sẽ có những cái set, những cảnh quay nổi tiếng trong phim Harry Potter. Ví dụ như là cái ngân hàng Gringotts. Ngân hàng Gringotts nha mọi người. Song sinh của em này. Trời ơi. Không biết có ai ở đây là fan Harry Potter không? Chắc là có rất nhiều bạn đã từng xem bộ phim Harry Potter đúng không? Mỗi người đấy có từng phần một luôn. Phần 1, phần 2, phần 3. Đi từ người kia. Nghĩa là ấy, cái chuyến đi này bọn mình muốn đi với một số đứa bạn nhưng mà bọn nó đi hết rồi. Thì mọi người thấy là những người bên anh này như sống quá lâu rồi ấy. Thì đây là một trong những địa điểm mà bạn cần phải đến để trải nghiệm. Trước khi vào ấy thì tất cả mọi người đang đứng ở đây chờ, thì mọi người để đông như nào, như là tour sân vận động MU luôn. Nghĩa là ở đây ấy, họ vừa mới chiếu cho bọn mình một cái phim về cách làm phim Harry Potter. Và sau đấy ngay lập tức là cái màn hình nó nâng lên một phát, và ngay sau đó là cái cửa này. Thực sự mọi người ạ, lúc nãy tôi nhắc đến transition và đây đúng là một cái transition ở thực tế luôn, ở đời thật luôn. Lúc nãy khi mà có cái màn hình ấy đang xem thì có cái cửa ở trên màn hình, và sau đấy cái màn hình nó nhấc lên phát là có cái cửa thật ngay đằng sau luôn. Và bọn mình đã đi bộ từ ngoài kia đi vào trong cái phòng này qua cái cửa đấy. Đây là tất cả những người đã làm ở trong đoàn làm phim. Nếu như mọi người không biết ý, thì tất cả những đồ mà bạn đang thấy đây ý, là toàn là những đồ mà đã được dùng ở trong bộ phim Harry Potter. Tất cả luôn, đồ thật luôn, chứ không phải là replica, có nghĩa là bản sao chép. Đây là tất cả những gì mà đã được xuất hiện ở trên bộ phim Harry Potter. Ở đây nó nói này là cái lửa kia kìa, thật ra là special effects fire, có nghĩa là ở đây thực chất chỉ là nước bốc hơi thôi, và sau đấy là họ để những cái phim màu để cho cái nước bốc hơi nó nhìn như là lửa, chứ thật ra không phải là lửa. Đây cái cầu thang này, mọi người có nhớ cái cầu thang mà cứ di chuyển này.
Em là Hermione của anh nha. Mọi người thấy khi mà nhìn vào trong ngoài nhìn nó cứ bị phê ấy. Tại vì ở đây họ cố tình thiết kế làm sao cho kiểu là cái hình ảnh nó bị loạn hết cả lên. Đằng sau mình bây giờ là Hagrid's Hut, là nơi ở của Hagrid. Đây mọi người thấy đây là Fireboat. Đây là Nimbus 2000. Đây là Nimbus 2001. Oh my god, to dã man mọi người ạ. Đây là phòng của Dumbledore mọi người ạ. Nước thiệt á anh. Em dịch ra cho mọi người xem đi. Chạy rồi, chạy rồi. Nếu mọi người không biết ấy, thì ở đây là khu mà bạn có thể chụp ảnh ở green screen, có những cái chổi bay ở đây thì bạn có thể leo lên bạn chụp và sau đấy người ta sẽ ghép ảnh cho bạn, thì trả khá là đắt thì thôi bọn mình không chơi. Và đây là nhà của Weasley. Sự mọi người ước gì có được phép thuật này thì không phải bị bà chết xoài bắt làm việc nhà. Fun fact với một số bạn ấy, đó chính là chết xoài là một người rất rất sợ rắn luôn. Kiểu bị phobia, có nghĩa là không kiểm soát được. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy rắn ấy là hết toáng lên. Và thực sự là tôi bị điếc tai luôn. Và tôi rất ghét những cái phim nào mà có rắn, và vì thế mỗi lần mà xem Harry Potter về chết xoài á, tôi luôn luôn phải cảnh giác những đoạn nào mà có Nagini. Tại vì á, nó mà xuất hiện á là tôi chết. Không phải là nhân vật trong Harry Potter chết, tôi chết. Vậy chị vậy bây giờ. Phải đi không hả? Đói rồi mọi người ạ. Tip cho các bạn là khi mà đi mấy cái này ấy, nhớ mang theo một cái snack nào đấy bé bé rồi. Tại vì đây cả cái tour này chắc bao nhiêu tiếng? 3 tiếng, 3-4 tiếng gì đấy, tùy cái tốc độ của bạn. Cho nên mang theo cái snack gì đấy, rồi mang theo nước nữa. Thì ăn uống cho thoải mái, dễ chịu. Đây là chỗ Ministry of Magic. Lúc nãy thì có một số bạn Tây, bạn ấy đến rồi bạn nhìn một cái tượng xong rồi có cánh. Bạn có phân tích ở cái cánh này, đáng lẽ ở trong phim là nó phải gấp vào ấy, nó phải mở ra xoài ra. Nói chung là thực sự mọi người ạ, đang có rất nhiều fan cuồng Harry Potter ở đây. Và bọn mình thì không cuồng đến mức thế, nhưng mà nói chung là cũng thích. Cái bà lùi lùi mà mặc đồ màu hồng ấy. Ở đây nó nêu một cái ý rất là thú vị mà bây giờ mình mới biết. Đó chính là cái bà Dolores Umbridge này,
khi mà bà ấy càng ngày càng có quyền lực ấy thì cái màu hồng của bà ấy nó càng rõ và càng đậm. Và bây giờ mình sẽ đi vào Forbidden Forest. Sợ không, mọi người ơi, nó tối om và chết xoài hay có cái trò hét lắm. Anh ôm em đi, em phải ôm em đi. Hả? Anh ôm em hả? Anh sẽ ôm em nha. Nha. Em chỉ cần trật tự, em đừng hét là được. Oh my god, cái khu này khủng khiếp luôn, to dã man. Và đây đằng sau chúng ta là King's Cross Station, là một cái station ở London. Nhìn đồ mình rất là tỉ mỉ. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better. Tại bọn mình đang xếp hàng một quán cà phê và ở đây nó bán butter beer. Nếu như mọi người chưa biết thì butter beer là bơ. Chỉ biết gọi là butter beer thôi, nhưng mà Việt Nam thì chắc là dịch là bia bơ. Đấy, thì nó rất là nổi tiếng ở trong Harry Potter, nhưng mà không biết là cái vị nó như nào thì tạm nữa sẽ thử. Thực sự tẩm lậu luôn mọi người ạ. Và như mọi người thấy thì butterbeer rất là dở. Uống nó như nào? Uống nó như soda, nhưng mà cái bọt nó trên nó ngọt ơi là ngọt. Nói chung là rất rất ngọt thì chắc là hợp với mấy đứa trẻ con, nhưng mà bọn mình thì không được uống đâu. Đấy, thì nhân đây mình muốn chia sẻ với mọi người tip thứ tư. Tip thứ tư mà mọi người cần biết khi mà làm phim về travel và lifestyle. Tip thứ tư mà các bạn cần biết ấy, đó chính là sound design và sound effects. Sound design, sound effects là gì? Nghĩa là khi mà bạn xem một cái sản phẩm gì ấy thì 50% là hình ảnh, nhưng mà 50% còn lại là tiếng. Mọi người không để ý đâu, mọi người nhìn cái hình ảnh thôi, nhưng mà nếu như mà hình ảnh ấy mà không có tiếng ấy thấy nó xáo rỗng lắm. Một cái sản phẩm ok, tốt tốt, vừa vừa thì nó đẹp về mặt hình ảnh, nhưng mà một cái sản phẩm đẳng cấp và nó nổi bật và nó nổi trội ấy thì nó phải vừa tốt về cả hình ảnh lẫn âm thanh. Tại vì âm thanh ấy nó bổ sung cho hình ảnh rất là nhiều. Âm thanh giúp bạn rất là nhiều, từ transition này đến giúp cho người xem cảm nhận được cái môi trường mà bạn đang ở, cái địa điểm mà bạn đang đến. Nó bổ trợ cho rất nhiều những cái chi tiết nhỏ trong cái video của bạn. Đây thì mình chỉ cho các bạn một cái ví dụ nhá, là cái sound design nó quan trọng đến cái mức nào. Bây giờ mình sẽ tắt nhạc đi và mình play cho bạn cái đoạn này, là cái đoạn điệp khúc cuối cùng. Bạn có thể nghe được tiếng sấm, tiếng chim, tiếng gió, tiếng người cười, tiếng máy bay trực thăng, tất cả các thể loại tiếng luôn. Thì mọi người sẽ cảm nhận được khi mà mọi người xem cái sản phẩm cuối cùng ấy, là khi mà có nhạc đè vào ấy, cái âm thanh nó sẽ có một cái độ dày nhất định. Ok, vừa mới ăn xong rồi và bây giờ đang đi ở ngoài. Ở đây là Night Bus. Ở dưới không có.
Ok, hiện tại bọn mình đang tiếp tục tour đây. Và đây là cái khu mà trang điểm, mặt nạ rồi đủ các thể loại đầu, mô hình đầu. Điều gì xảy ra nếu như mà em gặp một con nhện nó to như thế? Em sẽ núp đằng sau lưng nó để nó không thấy em. Đi to quá không thế à? Ừ. Đồng chí này nói dối nhiều quá. You put on lots and lots of clay. So you might think we're finished, but the process hasn't stopped. The final process, the makeup application. My favorite. Và đây là người ta đã trang điểm những con goblin này. Và kia là keo của tôi. Tôi dùng keo này. Nó hoành tráng như là cái phòng đầu tiên mà bọn mình đến ấy. Nói chung là rất rất hoành tráng, và đặc biệt là hai cái đèn ở trên. Vừa rồi lúc nãy ở Green Gods chụp rất nhiều ảnh đẹp, mọi người để lên Instagram bọn mình để theo dõi. Nhớ muốn xem ảnh nó trông như thế này. Đây là cách để người ta làm về cái treasure. Đây, thì bây giờ bọn mình đang ở Triangle, mọi người thấy không? Đẹp vô cùng. Thực sự mọi người ạ, cái chỗ này ạ, nó cho mình biết hết tất cả từ A đến Z, cách người ta dàn dựng và cách người ta có thể thực hiện một cái bộ phim hoành tráng mức này, khâm phục luôn. Quá đỉnh cao. Nét dã man. Cái lúc mà tưởng ấy là cả cái tour nó kết thúc rồi thì có cả một cái mô hình Hogwarts to khủng khiếp ở đây. Thực sự mọi người ạ, tôi ấn tượng vô cùng luôn, kiểu sốc luôn ấy. Và nếu như mà ai mà đang suy nghĩ và đắn đo là có nên đi không á, 100% nên đi. Đẹp vô cùng luôn, khủng khiếp luôn. Ok, và bây giờ đang sang ngày tiếp theo rồi. Hôm qua bọn mình đi về quá mệt cho nên không kịp chia sẻ với mọi người điều thứ 5. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn đây. Điều thứ 5
điều này là điều quan trọng nhất trong tất cả các thể loại content, đặc biệt là content về travel và lifestyle. Và điều thứ nhất mọi người cần biết khi mà làm content về travel và lifestyle trải nghiệm ấy, đó chính là storytelling, đó chính là cách kể chuyện, đó chính là cái câu chuyện mà bạn muốn kể đến với người xem. Cái điều này sẽ khiến cho cái content của bạn thực sự đáng nhớ. Storytelling là gì, hay là cái yếu tố kể chuyện ở đây có nghĩa là gì? Thì hồi bé mọi người phải nhớ là hồi bé chúng ta lớn lên là được dạy những cái câu chuyện, những cái câu chuyện cổ tích đúng không? Ví dụ như là con rồng đầu tiên, hay là thánh gióng, hay là sơn tinh thủy tinh. Còn ở bên Tây này thì chúng ta có bạch tuyết và bảy chú lùn, công chúa ngủ trong rừng, vân vân và vân vân. Khi chúng ta lớn lên thì chúng ta tiếp xúc với những câu chuyện gì? Đó chính là Harry Potter, như là vừa rồi bọn mình vừa đi xem đúng không? Đó chính là Game of Thrones, đó chính là Lord of the Rings, đó chính là Marvel, đó chính là Star Wars. Và xung quanh trong cuộc sống của chúng ta thôi, có rất nhiều những câu chuyện thực sự, những cái tôn giáo, những cái liên quan đến tâm linh, những cái liên quan đến phong thủy, tất cả liên quan đến những công ty, tập đoàn, những cái tổ chức, những cái thương hiệu Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, tất cả những cái này đều là những cái câu chuyện mà chúng ta kể với nhau hết. Nó không tồn tại. Thực sự, những cái công ty là cái gì? Công ty là cái gì? Công ty chỉ là một cái câu chuyện liên quan đến tất cả những con người, những cái hệ thống, những cái quy trình, đấy, những cái sản phẩm mà họ tạo ra. Nhưng mà công ty không phải là một thứ mà bạn có thể sở được. Tất cả ở đây là những cái câu chuyện hết mà chúng ta kể với nhau và chúng ta cùng tin vào một cái câu chuyện này. Kể cả tiền, tiền cũng là câu chuyện. Tiền là một cái câu chuyện mà phần lớn tất cả mọi người trên thế giới đều đồng tình và đều thống nhất là nó tồn tại. Nhưng mà thực chất tiền là gì? Tiền chỉ là giấy. Thế thôi. Tiền chỉ là giấy làm từ cây. Và vì thế thì chúng ta tin vào một cái gọi là hệ thống tài chính. Đấy thì chúng ta có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta kể, và sau đó chúng ta tin, truyền từ tai này đến tai khác, người này đến người khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Và vì thế cái bộ não của chúng ta ấy, nó được cơ cấu để tin vào những cái câu chuyện rồi, và để qua đường, và để thích nghe những cái câu chuyện. Và vì thế, mình tin chắc ấy là khi mà bạn kể một cái câu chuyện của mình trong cái nội dung của mình ấy, nó sẽ có cái độ thuyết phục và cái độ đáng nhớ hơn rất rất nhiều. Vậy thôi, đó là 5 điều mà bạn cần biết để có thể đưa cái content của mình lên đến một cái level nó tốt hơn. Để mình điểm lại 5 điều với mọi người. Điều đầu tiên, đó chính là góc quay đa dạng. Điều thứ hai, đó chính là chuyển cảnh, transitions. Điều thứ ba, đó chính là flow và pace. Điều thứ tư, đó chính là sound design. Và điều cuối cùng và tin là điều quan trọng nhất, đó là storytelling, là yếu tố kể chuyện. Nếu như những ai mà không biết ấy, thì mình làm rất nhiều content về lifestyle, về trải nghiệm, về travel đấy. Thì mọi người để link kênh mình Lục để xem nhiều content hơn nữa. Ở trên đấy vô cùng nhiều luôn. Và các bạn có thể follow mình ở trên Instagram @hiocray để xem thêm những cái content về photos hay là những cái short videos. Cuối cái video này mình sẽ để link video Mai 2021 và cũng để trong phần description luôn để mọi người click vào xem. Thì mọi người để ý cái 5 điều này mà mình nhắc đến không nhá. Hate us gonna hate, like us gonna like, share and subscribe. Và mình hẹn mọi người lần sau ở trên kênh. Còn bây giờ thì bye bye.